Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ, người ngu làm điều ác, tội báo lớn. Đức vua Milanda hỏi Đại Đức Nga Tiên: Thưa Đại Đức, nhân quả khó hiểu cho toàn diện, nhưng giả sử kẻ có trí và người ngu cùng làm điều ác, thì ai bị tội báo nhiều hơn? Người ngu sẽ bị nặng, tâu Đại Vương. Nếu thế thì khác luật pháp của thế gian. Trong quốc độ của trẫm, người thừa hành pháp luật, kẻ có học, có trí thức, hiểu biết mà phạm pháp, trẫm sẽ có hình phạt rất nặng. Trái lại, người quê mùa, thất học, dại dột mà phạm pháp thì trẫm sẽ chế định hình phạt rất nhẹ. Dĩ nhiên là Phật pháp khác thế gian pháp. Xin Đại Đức cho nghe ví dụ. Có một cục sắt nóng đặt giữa hai người, kẻ trí và người ngu. Nếu đức vua bắt buộc mỗi người phải nắm cục sắt ấy đưa lên, chuyện gì xảy ra? Người trí sẽ thò tay nắm thật nhanh, đưa lên rồi thả xuống thật nhanh. Như thế, y sẽ bị phỏng, nhưng phỏng nhẹ. Còn người ngu không biết nắm chặt, thế là y bị phỏng nặng. Cũng thế, người ngu làm việc ác, không biết đấy là ác, lún sâu vào ác, nên tội báo sẽ nặng. Còn người trí biết đấy là ác, cũng làm ác, nhưng tìm cách này cách kia để cho cái ác ấy nó nhẹ đi, do vậy tội báo sẽ ít hơn, tâu Đại Vương. Rõ ràng lắm rồi. Trích trong Mi Tiên Vấn Đáp.